Hello, em cần xin chào các bác, để cho bác nghe một tí. Đó chính là tiếng ve của mùa hè. Đấy, nghe cái tiếng ve này thì ngày xưa đi học nó não lòng làm sao, phải không các bác? Vì nó đang là mùa hè, mỗi một buổi trưa thức dậy vào mùa hè nó cứ mệt mỏi rồi nó buồn, thiu thiu. Đấy là cái tiếng ve nó làm em cảm giác như vậy. Em đang ngồi ở trạm dừng nghỉ, các bác nhìn thấy kia, trạm dừng nghỉ km số 23 tại cao tốc Hà Nội Lào Cai. Em uống cùng nước đã chưa kịp uống. Sáng nay thì em đi rất là sớm, 6 giờ em đã đi rồi. Bảo thằng em cậu là mày đưa anh đi, anh em mình đi lên Yên Bái bắt con xe. Thế nhưng mà đi xuống đến Hà Nội, đến đầu cao tốc một phát thì thôi mày không đi nữa, mày về đi, anh bắt xe khách anh đi lên đấy anh lấy xe sau. Đấy, thì bây giờ lại phải nói về cái con xe này, vì sao em mua được nó, và phải nói rằng tranh đấu mới mua được buổi tối hôm qua. Và buổi tối hôm qua bà chủ cái bán cái xe này lại có một vụ gần như là to tiếng với cái người gần nhà đặt mua con xe này. Thì thực ra mà nói thì cái anh ở gần nhà ấy, đặt mua cái con VinFast Paladin 2020 này thì đến lại cứ bảo là để lại cho em để em gom tiền, nhưng chưa biết là có gom được hay không, tiền thì không đặt. Đấy, theo như là em thì ở nhà xót ruột không biết làm nào được, mới gọi điện cho thằng em cậu em ở trên đấy, em quê ngoại trên đấy mà. Đấy, em cậu ở Tuy Lộc, mày phi ngay ra đấy xem cái con xe đấy, xem qua cho anh cái được, anh chuyển khoản cái là lấy cho anh. Thì là nó mới nhờ bạn nó đi cùng, thế là ra xem tất cả mọi thứ ok, chuyển luôn 310 triệu. Thôi được rồi, tí nữa em sẽ để cái ảnh ở góc bên dưới là cái ảnh chuyển khoản 310 triệu nhá. Đấy, nói sai là cái bóng điện tối nay nó tắt luôn đấy các bạn. Đấy, em mua đúng 310 triệu đấy, cộng thêm 2 triệu cho người giới thiệu mua con xe này đấy. Thì mà 2 triệu không phải 3-5 triệu đâu, em nói thật lắm, em chuyển khoản 2 triệu đấy, em để luôn cái tài khoản 2 triệu đấy là cái gì nhỉ, hoa hồng cái gì mua Fadin em không nhớ rõ lắm, em để cái ảnh đấy đi, tí nữa về edit video em mới được. Thì cái video này thì xin phép các bác là em chia sẻ về con Fadin này, nguồn gốc của nó là như vậy, của một chị làm về photocopy và chạy đã 39 đời 2020. Chị chạy nhiều là bởi vì là con gái chị ở Hà Nội và thường xuyên phải đi về đó thăm con gái và đưa đón con gái đấy, thì đấy là nguyên văn chị nói vậy. Còn bây giờ xin phép em chia sẻ nhá. Ok, VinFast Fadin, cái màu này thì em thấy được rằng là nó không phải là một cái màu đỏ, mà nó là cái màu đỏ cam, trên thị trường rất là ít. Đấy, một là đỏ đậm luôn, hai là cái màu khác, màu trắng, đấy, màu đen và một số những cái màu khác. Nhưng cái màu đỏ cam cam như thế này ấy, thì em lại thấy nó hơi hiếm trên thị trường các bạn. Đây, xe này em để nguyên trạng luôn nhá. Đây, xước răm dưới trước kìa, em để nguyên trạng luôn này, và đất bùn bắn này em vẫn để nguyên nhá. Biển này biển 21, quê em luôn. Đấy các bác à, Fadin mà lại có cái cam này. Cam này là cái cam mà chị độ là gọi là cam trước. Tí nữa lên em bật cho bác xem. Đấy, cam trước bật cái nhìn thấy phía đầu xe luôn này. Đấy, chị sợ va chạm, thảo nào cái biển số còn mới thế, đúng không? Đấy, quay cho bác xung quanh. Đã lắp cái ốp mạ chrome rồi này. Đấy, đây, xem phần lốp xe. Lốp xe đây thì là lốp này không nhìn thấy đét, nhưng không biết là phải lốp theo xe hay không. À đây, lốp của 2019 này. Đấy, lốp 2019 nhá. Đấy, lắp là lắp lốp từ 2019 à? Đời thì không 20 mà lắp lốp 2019 à? Rồi, lốp theo xe các bác nhá. Đây vẫn còn dày lắm này, mới chạy có 3.9 thôi mà. Đấy, ốp lắp này, tất cả là dán thêm này. Đấy, ok, có nghĩa là bên ngoài thì cũng không cần quay gì nhiều cho các bác xem nhiều cả, bởi vì là con Fadin chứ có cái gì đâu, đúng không? Và bây giờ quay vào bên trong. Ố, quên lại chưa bấm chìa khóa của nó đây này. Đó, vào bên trong. Đây là phần cửa, em chưa vệ sinh vệ trước gì hết, quay rất là mộc luôn các bạn ạ. Đấy, xe nó bẩn như nào thì em để nguyên như thế luôn. Đấy, cái lót chị chủ để nguyên kìa. Phần ghế này thì còn rất đẹp các bạn nhá. Đấy, để em cầm cái này, em cầm cái tay này em quay tay phải chỉ cho nó dễ. Đây, ghế rất đẹp, chạy 4 vạn thì đã bấn gì đâu, đúng không? Đấy, ghế bên ngoài này, à cái ghế bên phụ này, ở đây đăng ký ngày mùng 3 tháng 8 năm 2020. Đó, phần cửa bên phụ, phía đằng sau. Đấy, trần tất cả đều sạch sẽ, ngon lành, cành đào. Đã lên màn hình Android. Đó, lại đút cái chìa khóa đâu rồi, để em lấy cái chìa khóa đó, đút trong cái túi quần bỏ, khó lấy quá các bạn. Đấy, trong này còn một cái chìa nữa, hai chìa, bật lên đã. Đấy, chạy là 3.9 các bác nhá, 39.276 km, trong khi đó thì em vừa chạy hơn 100 km về đây rồi. Đấy, đã lên màn hình Android. Đấy, màn hình Android này, màn hình Android thì khi lên màn hình Android này nó sẽ kèm vào đây là một cái camera lùi.
Đấy, đây là camera lùi phía sau này, rõ nét luôn này. Đấy. Tiếp đến nữa khi mà tắt đi này, các bác muốn xem camera tiến ấy, thì ở bên này chị đã bên độ xe đã lắp vào đây cho chị một cái nút. Đấy, và bây giờ em bấm cái nút này một cái thì nó chuyển sang camera đầu xe. Các bác nhìn thấy không? Đầu xe kìa, phía trước cái bụi này. Đấy. Cái màn hình nó hơi lóa các bác nhá, cho nên là các bác nhìn nó cảm thấy hơi mờ nhưng cả AHD của nó rất nét. Đấy, cái bụi kìa. Đấy. Đây là đầu xe nhá, cái đỏ đỏ là đầu xe này. Đấy, đấy là camera tiến. Lúc nào cũng nhìn thấy luôn. Đấy. Vì nó là bản thiếu, nó đang không có điều khiển vô lăng này, điều hòa cơ này. Xe được trang bị thêm cái cam hành trình này. Đó. Và bây giờ em quay qua cho các bác xem cái máy của nó nhá. Xem xe thì phải xem cái máy, mặc dù là xe của đời của nó là đời 2020, nhưng 2020 thì mình cũng vẫn phải xem, phải không các bác? Đấy. Ôi giời ơi. Đây. À, em một tay cầm điện thoại, một tay cầm cái này, cho nên là em không chống được cái này lên. Đây các bác nhìn cái máy của nó này. Zin đét từ A đến Z này. Đấy, nắp capo này. Đây. Không hề có, gần như là chưa động chạm bất cứ một cái gì. Đấy. Nhưng mà em nhận thấy đây là cái chùm, cái dây gì đây? Dây gì đây, là dây độ. À, dây độ lên cái mắt cam này, mắt cam phía trước này. Đấy, em nhìn thấy cái dây lạ lạ này. Đây, cái dây lạ lạ cuốn cuốn này. Dây rút này. Đấy. Rồi, nhưng cái động cơ con này thì gần như là không có gì phải xem nữa, bởi vì là nó còn zin đét hết, chưa động chạm bất cứ một cái gì luôn. Đó, thả xuống. Rồi, bây giờ ra đây vừa uống nước vừa tâm sự với các bác tiếp nhỉ. Theo các bác thì bây giờ em bán con này bao nhiêu? Và nói thật với các bác ấy thì để mà mua xe cũ trên thị trường thì từ đầu các bác thấy em không mua được VinFast. Bởi vì VinFast cái giá nó rất là ảo luôn. À, con này như nếu như mà người nào mua theo chương trình của Hải Phòng, người Hải Phòng mua thì ra lăn bánh đâu đó nó chỉ có 320 triệu, 312 triệu. Mà bây giờ em phải mua cũ lại đời 2020 mà đến 310 triệu. Đấy, 310 triệu một con như thế này thì các bác bảo là có nên mua hay không. Nhưng mà về cơ bản thì hơn 300 triệu mua được con gì. Các bác chỉ có thể mua được con i10 thuộc đời 2016 hay 2017 thôi, cũng là số tự động. Nhưng mà đi con VinFast này em khẳng định các bác là chất hơn con i10 hay 2016 hay 2017. Và đấy là cái câu em nói. Có lẽ là em bán xe thì em phải nói thế đúng không? Thế nhưng mà sự thật nó cũng vẫn là như vậy. Đấy, còn nếu như bác nào mua con xe này là thuộc cái đời đầu tiên thì đâu đó nó là 400 mấy cơ. Em không biết là 400 mấy nhưng có lẽ là 440, 460 gì đấy. Áng áng, máng máng đấy, bác nào mua cho em xin comment xem là cái đợt đầu mua bao nhiêu con bản bay này nhá. Mà không theo chương trình gì ấy. Thế chính vì vậy mà em bảo các bác là không biết là có mua được hay không. Rất khó mua, mua phải cái người mà đời đầu ấy. Mà họ bán ấy thì họ mất nhiều tiền quá. 2 năm mà ngày xưa mua 400 mấy thì bây giờ bán còn hơn 300 thì còn sẽ mất nhiều à. Những người nào mà mua theo chương trình ấy thì họ bán có khi là hòa vốn. Thế nhưng mà cũng chả tránh được vì không phải, không mấy ai bây giờ mua được con VinFast theo chương trình cả. Và con này nếu như tại thời điểm hiện tại chưa chương trình khuyến mại gì, xong xuôi chưa có gì cả, nó tầm khoảng 360 mấy triệu. Đấy, sau khi đã lắp hết như con này rồi thì các bác cũng phải bỏ ra khoảng tầm 385-390 triệu thì mới có xe lăn bánh. Và như vậy nếu như em bán con này với 328 triệu, em cộng vào đấy 10 em mua 301 mà nhỉ. 301 thì em đã phải cho mất 12 triệu cho bạn cho bác giới thiệu rồi, còn 312. Đấy, em đi lên đây lấy nữa công cán các thứ nữa thì cho khoảng là 315. Và em bán 328 triệu bao rút hồ sơ cho các bác. Đấy. Giá cuối cùng của em là 10 triệu. Đôi khi đi rất là vất vả các bạn. Đi từ 6 giờ sáng. Từ 6 giờ sáng xong lại đưa xuống dưới Hà Nội, xong lại bắt xe khách đi lên trên Yên Bái, xong giờ lại bắt taxi vào để mà mua được một con xe như thế này. Đấy. Ok, cái clip này thì hôm nay thì em không dùng máy quay và chỉ dùng cái điện thoại thôi. Và em up qua điện thoại thôi. Thì các bác là hết sức thông cảm nhá. Có thể là máy nó hơi rung hoặc là tiếng ồn nó hơi nhiều. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở clip sau. Ở nhà thì bật mí các bác là em đã mua được con Mazda 3 thuộc đời 2019 và một con nữa là con Vios, con Vios 2012 số sàn, các bác nào chạy dịch vụ xe khá là đẹp. Bác nào có nhu cầu thì có thể inbox theo số Zalo của em nhé. Khả năng em không cho được số đâu, các bác gọi theo em theo số là 0984606060 nhá. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở clip sau. Ui giời ơi. Tắt máy nhá.